Sơn Hà đi quay phim Phụ Ba phải không? Đó, cô chú coi Sơn Hà cầm đồ nghề của ba đi quay phim nè. Suốt ngày thấy ba cầm cái máy quay vậy đó, Sơn Hà cũng bắt chước. Ha ha ha. Phải chỉ ha 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 thôi đừng có lại máy tính của ba. Ừ xong chưa, quay xong chưa, ha 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 ha, chết chưa, hư đồ của ba rồi. Ừ ha 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 ha. Ừ ha 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 ha. Ừ. Ừ ngã của ba, hư của ba đó. Ha ha ha. Đi quay phim giống ba nè. Ha ha ha. Rồi đi rồi.